Anh vô trước nha đủ. Anh vô trước cho em. Vậy ai chưa biết nào thì anh vô cho em vô trước ạ. Yeah.
lấy cho một món quà tặng cho em trai nè. Ê ê, trời ông Long lên có gì đâu, lấy cho một món quà. Trời ông Long nói chuyện với bà bắn rồi cho kéo không mày. Em trai ơi, những cái thứ là tâm linh ở trong người anh không đại tài tặng được nha, anh gửi tặng cho em một món quà. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em nhiều. Ok, để một trò tay lớn đi cho bạn đi không ạ. Những món quà đồ trong người của anh là thỉnh từ ở trong sư phụ ở chùa Huế về không ạ, cho nên là nó đi theo con người anh để mà phù hộ độ cho anh, thì là thông cảm nha, em không thể nào mà